tiếng Anh ở bậc tiểu học được rất nhiều bậc phụ huynh chú trọng. Nhưng làm thế nào để các em học tiếng Anh được hiệu quả lại là một bài toán khó, vì độ tuổi này rất cần có người đồng hành, theo sát, chăm sóc trong suốt quá trình học. Nhận biết được vấn đề này, chương trình học tiếng Anh online Etubia đã xây dựng đội ngũ ban giáo vụ đồng hành chăm sóc từng học viên, giúp các em tiến bộ trên con đường chinh phục môn ngoại ngữ này. Hình thức dạy và học tiếng Anh tại Edupia được thiết kế theo hướng khám phá, học thông qua những câu chuyện tình huống với màu sắc, hình ảnh sinh động, giúp các em học sinh có cảm giác vừa học vừa chơi, tạo sự thoải mái và hứng thú cho người học. Đặc biệt, Edupia áp dụng phương pháp chuẩn quốc tế, nhưng nội dung vẫn bám sát chương trình sách giáo khoa, gần gũi và thiết thực đối với các em học sinh. Sau khi triển khai đồng bộ từ đội ngũ ban giáo vụ tới các hoạt động ngoại khóa, thì tần suất học tập của các em đã tăng hơn 200%, tỷ lệ học sinh tiến bộ vượt bậc đã hơn 96%, cho thấy vai trò quan trọng của sự quan tâm, đồng hành của Edupia tới kết quả học tập của các em học sinh. Ngoài hệ thống iSpeak độc quyền đánh giá chính xác cách phát âm của học sinh, tại Edupia còn có cách học trực tuyến như Fly Class. Mỗi học viên cũng sẽ có một giáo viên đồng hành theo sát để kèm cặp và hỗ trợ, giúp học viên có lộ trình học chuẩn, tần suất học đều đặn, từ đó đạt được hiệu quả học tập tốt nhất. Từ ngày mà con học Edupia thì mình thấy phát âm giao tiếp của con chuẩn hơn nè, điểm số trên lớp cũng cải thiện, đặc biệt là có các thầy cô của Edupia luôn quan tâm chăm sóc. Tính đến nay, chương trình học Edupia đã giúp được hơn 1 triệu trẻ em tiểu học được tiếp cận tiếng Anh hiệu quả từ nhỏ, nhưng với mức chi phí hợp lý, hứa hẹn sẽ là phương pháp học tiếng Anh ưu việt mà người học nên trải nghiệm.